Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình có ít máy cỏ bán. Thì trong đó có 7 cây Samsung J7 Dream. Đặc biệt hơn là có bản RAM 3 bộ nhớ 32 có 4 cây nhé, và RAM 3 bộ nhớ 16 có 2 cây. RAM 3 bộ nhớ 16 ấy, tình trạng thì 99. 98,99 đi, mình chưa biết thế nào ấy, nhưng mà tốt nhất là cho các bạn xem trước về cái ngoại hình nó đi. Đây là dán keo nhé, keo siêu. Đó, thì hai cái máy này mình bán giá là 2,2 triệu. Và tiếp theo là cây hai cây Samsung J710 này. Pin cũng tốt, màn hình Super AMOLED luôn nhé. Màn này thì cực kỳ đẹp luôn rồi. Đấy, mình cũng không phải nói gì mà khoe khoang về sản phẩm làm gì hết, tại vì máy có sao mình nói vậy nhé. Đây, nếu nói thẳng để so sánh cái màn hình này với màn hình J710 này với lại màn hình J7 Dream này thì mình khẳng định là dòng màn J710 nó đẹp hơn. Nhưng mà cấu hình lại thấp hơn nhé. Tại vì nó đánh đổi được cái này thì mất cái kia. Con máy này mình hiện nó đang dán cường lực này. Đó. Máy thì nó cũng cỡ 98% thôi. Không xước, không cấn móp gì hết nhé. À, con này có một vết xước nhẹ ở đây, không phải là cấn nhá, xước nhá. Đó. Thì hai cái này mình giá bán giá là 2,150,000 nhá. Hai cái bản nhà mạng KT luôn. Xài rất là ngon nhá. Pin tốt, chữ lớn. Tiếp theo là đến Samsung J7 Dream bản RAM 3 bộ nhớ 32GB. Điểm đáng nói hơn ở đây là màu cà phê này. Màu này rất độc lạ, đẹp. Thật sự như vậy. Màu cà phê này thì thật sự là máy Việt Nam mình là không có rồi đó. Không có màu này. Nhưng mà nếu mà hư hỏng thì linh kiện thay thế vẫn có đầy đủ hết nhé. Việt Nam mình không có là chỉ có không có cái nút home này này, cái nút home đặc biệt của nó này. Cái này nó tích hợp vân tay và cái màu nó là màu cà phê luôn. Chứ bình thường nếu như mà màu lưng màu vàng, mặt trước là phải màu trắng. Đấy. Các bạn cứ để ý mà coi. Cứ máy Việt Nam ấy, cái mặt lưng màu vàng, mặt trước màu trắng. Đó, còn cái này là mặt trước màu vàng, mặt lưng cũng màu vàng luôn. Nó chỉ bản Hàn mới có thôi nhá. À, màn hình thì nó xài chung hết rồi. Nó chỉ đặc biệt hơn là cái nút home này. Với lại cái kính đó, cái kính ở Việt Nam mình vẫn có chứ không phải không, nhưng nút home này không bán, nút home này không bán nhé. Nút home này nếu như có thể là hư màn hình thì các bạn chỉ thay kính hoặc thay màn vào là được thôi. Ví dụ mình lấy cái màn màu này gắn qua màu này cũng được, máy Việt Nam gắn qua này thoải mái hết nhé. Đó, thì là để cho các bạn tránh cái trường hợp các bạn suy nghĩ tích cực hơn là vì sợ hư không có đồ thay nhé. Luôn luôn yên tâm là hư vẫn có đồ thay bình thường hết. Máy thì RAM 3 bộ nhớ 32GB, có tích hợp vân tay luôn. Đó. Loa cũng trung bình, cũng khá là lớn chứ không có phải là nhỏ. Pin thì rất là tốt rồi nhé. Pin nó có 3300 thôi nhưng mà phải nói là pin dòng này cực kỳ tốt. Đó. Và còn một cây màu đen. Màu đen hôm qua có người hỏi mà mình cứ tưởng hết rồi thì mình báo hết. Thì hôm nay còn sót lại một cây đấy thì báo lại luôn, là nhắn tin lại hay là gọi điện lại cho em. Nếu mà không coi kịp thì nếu như ai nhanh tay thì mình để cho người đấy nhé. Nhưng mà màu đen này nó không đặc biệt bằng màu cà phê đâu. Màu cà phê mới đặc biệt. Đó. Thì hôm nay mình chỉ làm sơ qua về những cái dòng máy cỏ như thế này thôi. Đó. Thì cái RAM 3 bộ nhớ 32 này ấy,
G7 Dream á, giá là 2.350.000, đắt hơn 150.000 so với lại là bản 16 GB. Thì mình nghĩ là chắc là mọi người đều mua cái bản 32 GB này hết. Thứ nhất là đây này, cái RAM 3 bộ nhớ 32 GB này thì có cây ấy, nó chỉ được 98 thôi, không được 99 như cái dòng RAM 3 bộ nhớ 16. 98 là như thế này, chấm chấm cho xài hộp lưng nhá. Có cây thì nó đẹp đó, hai cây này đẹp thì mình bán 2.400.000 này, đúng chưa? Có một cây này thôi mình bán 2.400.000 thôi, còn cây này mình bán 2.350.000 luôn nhé. Đó, làm vậy cho nó tiện đi, rất là chất lượng nhé, máy zin nguyên bản, các bạn khỏi lo là sợ máy sửa chữa hay gì. Tại vì bên Hàn Quốc máy người ta ấy, cứ hư là người ta bỏ chứ người ta không có sửa, người ta đổi máy khác luôn chứ không có sửa làm gì hết đó. Rồi hôm nay mình chỉ làm video ngắn gọn tại đây thôi, còn mọi người nếu như mà muốn được mình tặng thẻ thì cứ vui lòng bấm qua kênh VTP3 điện thoại giá rẻ nhé, đây, và bấm đăng ký kênh nhà mình. Xíu nữa mình sẽ làm video chi tiết hơn nhé. Rồi, trân trọng mọi người ạ.